Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Và bài học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các anh chị và các bạn là những cái cách để mình có thể tìm kiếm nguồn hàng. Bài học trước thì tôi vừa nói về những cái nguyên lý để mình chọn một cái sản phẩm. Ví dụ mình chọn bán sách, hay chọn bán điện thoại, hay chọn bán máy tính, hay chọn bán quần áo, hay chọn bán đồ điện tử, hay chọn rất nhiều các sản phẩm khác. Thế bây giờ cái bài học này là tôi muốn nói đến các nguồn gốc, các cách thức để đánh. Và các bài học tiếp theo thì tôi sẽ đi sâu vào từng một cái cụ thể để giúp cho các bạn hình dung ra sâu hơn, được không ạ? Vâng, thế thì ở đây những cái cách mà khai thác nguồn hàng để bán thì có những cái cách như thế nào? Thế thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là nếu như mà chúng ta có tiền thì chúng ta có thể là đặt sản xuất. Mình sẽ phân chia thành đặt sản xuất trong nước và nước ngoài. Rất nhiều bạn bây giờ là đặt sản xuất gia công trong nước, đặt sản xuất gia công nước ngoài. Thí dụ như mỹ phẩm sản xuất trong nước, mình có thể lên mạng tìm Google, sử dụng công cụ tìm kiếm Google là sản xuất mỹ phẩm, sản xuất quần áo, sản xuất giày dép, sản xuất dây lưng, sản xuất đồ da, vân vân. Rất nhiều các cái nhà xưởng, công ty lớn, công ty nhỏ, vân vân, là ngày nay người ta sử dụng cái công nghệ internet cũng như là Google, Facebook, Zalo, vân vân, người ta tìm kiếm khách hàng và khách hàng tìm kiếm thấy người ta. Thế thì đó chính là cái mà tôi muốn nói với các bạn. Các bạn có thể tìm kiếm, các bạn phải cân nhắc là đặt số lượng bao nhiêu, sản phẩm là gì, rồi cách thức giá bán ra sao, các bạn phải tính toán. Bởi vì cái việc sản xuất ra hàng hóa và tìm kiếm nguồn hàng như vậy cũng không phải là quá khó. Mình có tiền là mình làm được thôi, nhưng mà nhập về có bán được hay không lại là một câu chuyện khác. Bởi vì rất nhiều người là mở ra đều cũng không thành công đâu. Thứ hai là mình cũng có thể là đi sản xuất OEM ở nước ngoài. Ví dụ mình có thể thiết kế ra một cái thương hiệu tên là PA hay tên là CA hay tên là XYZ gì đấy. Các bạn là sang Trung Quốc, sang Hàn Quốc, sang Nhật Bản, sang châu Âu, sang Mỹ, vân vân, các bạn gia công, các bạn đặt sản xuất, hoặc thậm chí có những cái nhà sản xuất thì họ lấy ruột của họ, mình chỉ dán tem của mình vào thôi. Thương hiệu ABC gì Z, sau đó mình nhập khẩu về Việt Nam, nhập khẩu chính thức hoặc nhập khẩu qua cái đường tiểu ngạch tùy thuộc vào mình sản xuất ở đâu. Ví dụ như mình sản xuất ở Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc thì có lẽ là đường tiểu ngạch người ta về cũng nhiều đấy. Còn mình nhập chính thức qua hải quan thuế má thì rất là tuyệt vời rồi, đúng không ạ? Đấy, thế xa xôi hơn nữa, mình có thể đi sản xuất ở những cái nước phát triển. Thì đấy cũng là một cái hướng rất là tốt để các bạn có thể chọn ra được cái nguồn hàng cho mình. Các bạn phải quan tâm đến những cái chỗ như là chợ đầu mối ở các cái thành phố lớn, đúng không ạ? Các bạn quan tâm đến những cái làng nghề, các bạn quan tâm đến những cái khu vực đặc thù, các cái khu công nghiệp, thì bao giờ đấy cũng có các cái nhà sản xuất. Mình có thể bắt tay với các cái nhà sản xuất, hoặc là bắt tay với những cái xưởng, bắt tay với những cái đơn vị mà mình có thể thuê sản xuất được, hoặc là mình không sản xuất thì mình cũng có thể là lấy những cái hàng thừa, hàng tồn, hoặc là những cái hàng của họ để mình bán, đúng không ạ? Đôi khi mình chỉ cần chọn được cái nguồn hàng tốt thôi là mình cũng đã thành công đến 50-60% rồi. Chẳng hạn như bây giờ các bạn cứ nhập được những hàng Việt Nam xuất khẩu ok, theo kiểu như là giày thương hiệu, rồi quần áo hàng hiệu mà bán với giá rẻ rẻ, túi sách hàng hiệu bán với giá rẻ rẻ, thì bạn vẫn có lời mà bán rất tốt. Cái mô hình mà hàng Việt Nam xuất khẩu các bạn cũng rất là hay gặp được những cái sản phẩm như vậy. Thế còn cái hàng Việt Nam xuất khẩu mà dựng, mà nhái rồi thì sản xuất ở Việt Nam hoặc sản xuất ở Trung Quốc mang về thì cũng rất là nhiều, thì đấy cũng là một cái phương thức. Sau đó họ cũng tạo ra một cái thương hiệu cho mình, họ làm, đúng không ạ? Thế rồi các bạn không sản xuất thì các bạn có thể nhập từ nước ngoài về. Các bạn nhập từ nước ngoài về hoặc các bạn xách tay hoặc các bạn nhập lại thì có những cái hàng như hàng Úc, hàng Nhật, đúng không ạ? Hàng Mỹ, hàng châu Âu, đúng không ạ? Rồi những cái sản phẩm phổ biến chúng ta vẫn thường thấy như là mỹ phẩm, như là quần áo, như là túi sách, như là đồng hồ, đồ điện tử, vân vân. Thế nhưng có những cái sản phẩm mà nó độc đáo hơn nữa thì bạn nghiên cứu đi. Chẳng hạn như là tôi có một chị bạn này, chị bán một cái sản phẩm mà chị kể với tôi mà tôi thấy rất là sửng sốt, rất là tuyệt vời. Đấy là bán cái sản phẩm gọi là nọc bọ cạp. Nọc bọ cạp xanh, chị nói là xách tay từ Brazil về. Rồi cái sản phẩm này là để hỗ trợ cho những người bệnh ốm yếu, những người bị ung thư, những người bệnh nặng, vân vân. Tôi không muốn đi sâu vào chi tiết, tôi chỉ muốn nói đơn giản thôi. Là đấy là một cái hướng đi thị trường rất là ngách, rất là lạ, rất là tốt. Đấy. Thế sau đó thì cách thức bán đấy là mình bắt tay với một số những cái
bác sĩ hoặc là những người có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn về dược phẩm, về thuốc, về bệnh tình vân vân, thì họ sẽ đưa những cái sản phẩm này đến tay người tiêu dùng, đến tay người bệnh. Tất nhiên để trong ngoặc kép, cái chi tiết thì tôi không muốn nói nha. Tôi muốn nói về cái việc là cái cách chúng ta nhập hàng bán đấy, hoặc là chúng ta có thể làm hàng order, đúng không ạ? Hàng order tức là hàng đặt hàng hộ, mua hộ, sale ở các nước, hoặc là mình có người thân ở nước ngoài mình có thể mang về đó. Một cái mảng nữa đấy là các bạn thậm chí là có thể làm thương mại điện tử ngược. Thương mại điện tử ngược tức là sao? Tức là ví dụ như mình ngồi ở Việt Nam nhưng mình chạy quảng cáo bán ra thị trường thế giới. Mình chạy quảng cáo bán sang Trung Quốc, bán sang Đài Loan, bán sang Nhật Bản, bán sang các nước Đông Nam Á, bán sang châu Âu, bán sang Mỹ, bán sang các thị trường. Chuyện đấy là có thật đấy, chứ không phải là các bạn nghe như là kiểu chở củi về rừng đâu, hay là thầy giới thiệu những cái viển vông. Tôi này, trực tiếp tôi đã chạy quảng cáo cho rất nhiều bạn là bán hàng sang Đài Loan, bán hàng sang Hàn Quốc, bởi vì cái cộng đồng người Việt ở Đài Loan, ở Hàn Quốc, rồi ở Mỹ rất là nhiều. Ví dụ như ở Mỹ bạn có thể bán áo dài cho họ, bạn có thể bán hoa quả, bánh kẹo của người Việt Nam cho họ. Hàn Quốc bạn có thể bán thuốc đông y, bán thuốc trị xoang, bởi vì bên Hàn Quốc nó rất là lạnh, cho họ, rồi bán thuốc tăng cường sinh lý vân vân. Từ Việt Nam bán sang lại từ lấy hàng từ Hàn Quốc, Nhật Bản bán về, cách nào cũng được. Đấy là những cái cách mà tôi hướng dẫn cho các bạn. Thế thì bạn có thể vào những cái nguồn hàng như vậy, bạn có thể vào các website. Ở Trung Quốc thì nó có rất nhiều các website B2B, B2C. Các bạn ấy đặt mua hàng và các bạn ship về Việt Nam, hoặc là các bạn sang Thái Lan, sang Lào, sang Campuchia, các bạn sản xuất hàng về, hoặc là bạn sản xuất ở các nước khác về, hoặc là đặt qua website cũng ok. Mỗi một cái thị trường nó đều có những cái website thương mại điện tử nổi tiếng của họ. Mình vào đấy mình tìm, và mình bằng cái kinh nghiệm của mình sẽ chọn về rất nhiều các cái sản phẩm có thể bán được tại thị trường Việt Nam. Vấn đề là mình nghiên cứu ra cái lỗ hổng thị trường, nhu cầu thị trường và cái tính mùa vụ của thị trường là chúng ta làm được thôi. Các bạn phải lưu ý khi mà các bạn lựa chọn sản phẩm để bán, lựa chọn các cái nguồn hàng ấy, thì các bạn có thể thông qua những cái group. Hiện nay cũng có rất là nhiều các group hội bán buôn, các cái group mà gọi là hàng đầu mối, đúng không ạ? Hay chợ bỏ xỉ, vân vân. Thì mình cũng có thể tìm ở trên đó, hoặc là mình trực tiếp đi đến các cái chợ lớn, hoặc là những cái làng nghề, hoặc là những cái nhà sản xuất, mình đặt vấn đề với họ. Tôi cũng biết chính xác là có rất là nhiều cái thương hiệu thời trang ở Việt Nam hiện nay, họ cũng bắt tay với một cái nhà máy, mà cái nhà máy này chuyên xuất hàng đi nước ngoài. Thế thì họ có thể là nối truyền, họ có thể là vẫn cùng một cái máy móc trang thiết bị như vậy, họ sản xuất cho mình một số những cái mặt hàng để mình bán ra ngoài thị trường cũng rất là ok. Đấy cũng là cách tốt. Hoặc là mình có thể thuê một cái xưởng làm gia công cho mình nếu như mà cái sản lượng của mình đủ lớn, đúng không ạ? Mình có thể làm đến những cái làng nghề mình tìm kiếm và mình đặt vấn đề hợp tác, và mình luôn luôn phải kiểm soát vấn đề về chất lượng, kiểm soát vấn đề về chi phí. Đặc biệt là khi làm việc với những cái đối tác mà theo kiểu thủ công, không phải là công ty lớn, thường là những hộ gia đình, những cái kinh doanh cá thể, thì cái chất lượng hàng hóa nó rất là bấp bênh. Lúc thì nó tốt, lúc thì nó không tốt, lúc thì nó may đẹp, lúc may không đẹp. Thì chúng ta cần phải lưu ý và chúng ta kiểm soát việc đó, và chúng ta nên có ký hợp đồng rõ ràng để tránh những cái vấn đề về sau này. Đấy là cái kinh nghiệm của tôi, thì tôi hướng dẫn cho các bạn. Và khi các bạn tìm sản phẩm thì các bạn phải cố gắng suy nghĩ là sản phẩm như vậy đã là sản phẩm gốc hay chưa, giá mình đang nhập có phải là giá tốt hay chưa. Bởi vì nếu mà rất có thể bạn có thể nhập qua 2-3 cầu thì giá nó cũng có thể chưa tốt lắm đâu. Thì tôi cũng khuyên như vậy. Và chúng ta liên tục và chúng ta tìm kiếm các nguồn hàng mới, các cái đối tác mới, để tránh sự phụ thuộc vào một đối tác, và chúng ta có thể là tối ưu hóa về cái chi phí sản xuất. Bởi vì với cái chi phí sản xuất thấp, đúng không ạ, và cái biên lợi nhuận cao, thì mình có tiền làm quảng cáo, mình có tiền phát triển hệ thống. Rồi mình cũng nghiên cứu thêm về cái phương pháp định giá. Khi mà mình bán ấy, thì mình nhân 3 hay nhân 5 hay nhân 7 hay nhân 10, nhân 20 tùy vào mình. Thì mình đó là do cái phương pháp thôi, đó là do cái yếu tố về sản phẩm thôi. Các bạn thấy ví dụ như cái dòng thời trang cao cấp thì rõ ràng là họ nhân 5 nhân 7 là chuyện bình thường. Một cái áo dạ họ bán độ 3, 4 triệu, 5 triệu thì giá sản xuất của họ có thể là 500 ngàn, 1 triệu, 700 ngàn, 1 triệu rưỡi, tùy. Thậm chí còn rẻ hơn, đúng không ạ?
thì họ nhân cái công thức đấy thì nó do cái tính chất định vị thương hiệu của bạn. Rồi thì tôi xin phép được kết luận lại cái video này. Tôi nói và giới thiệu một cách sơ lược là các cái cách để các bạn có thể nhập được các nguồn hàng nếu như các bạn chưa biết. Còn nếu các bạn biết rồi thì xin phép bỏ qua cho, bởi vì tôi biết là rất là nhiều người xem video này cũng sành sỏi. Thì tôi nhắc lại là một là chúng ta có thể là đặt sản xuất tại Việt Nam thông qua các nhà máy, các xưởng gia công, các cái làng nghề. Đấy, mình có thể sản xuất OEM hoặc là mình nhập hàng của họ về mình bán. Thứ hai là mình cũng có thể là sản xuất OEM tại nước ngoài thông qua các cái thị trường như là Lào, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu, Mỹ, các nước châu Phi, hay là thậm chí kể cả những nước Latin, tùy mình có mối quan hệ kinh doanh cũng tốt. Thứ ba nữa là mình quan tâm đến các cái chợ đầu mối, các cái làng nghề. Thứ tư nữa là mình có thể đánh hàng trực tiếp trên các website thương mại điện tử ở trên thế giới, như là website của Trung Quốc. Trung Quốc với mình thì nó quá là gần nhau rồi, đúng không ạ? Thế rồi thì mình cũng có thể là trực tiếp mình handmade ra các cái sản phẩm của riêng mình, cũng rất là ok. Hoặc là mình nhập sản phẩm của họ, phân phối sản phẩm của họ độc quyền. Đấy cũng là những cái hướng. Và mình tìm qua website, tìm các group, tìm các cái chợ đầu mối, tìm qua các làng nghề, thông qua các mối quan hệ mình giới thiệu để mình có được những cái sản phẩm chất lượng, đảm bảo cái nhu cầu của khách hàng, phù hợp về mặt giá, và mình kiểm soát cái quy trình sản xuất một cách tốt nhất. Và tôi xin phép tóm tắt như vậy. Xin chúc các bạn thành công và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn.